Giám đốc Rossi cho anh mượn này. Đây là cái lịch sử phát triển của giám đốc Rossi nha. Từ năm 1953. Đây là cái phần motor giảm tốc helical và đánh răng côn. Còn đây là giảm tốc đánh răng hành tinh. Đây là giảm tốc trục vùng góc chuyển hướng. Giảm tốc trục thẳng.